tìm một lối đi riêng. Đường đời không phẳng lặng. Học cách đứng lên từ thất bại. Bản lĩnh, đam mê với một cái tâm trong sáng. Vững bước hôm nay, vinh quang ngày mai. Đường đến thành công phát sóng trên kênh truyền hình Net Việt VTC10. Xin kính chào quý vị khán giả của kênh truyền hình Net Việt VTC10. Chương trình Đường đến thành công ngày hôm nay xin được giới thiệu đến quý vị và các bạn một nhân vật, một vị tiến sĩ, một vị bác sĩ, người đã xây dựng thành công mô hình khoa học công nghệ khép kín đầu tiên tại Việt Nam, đi từ nghiên cứu đến sản xuất và điều trị nhằm nâng cao hiệu quả trong quản lý và chủ động trong nghiên cứu và ứng dụng những kết quả nghiên cứu. Vì vậy, ông được mọi người mệnh danh là người 3 trong 1. Ông vừa là một nhà quản lý, vừa là một nhà khoa học và một nhà ứng dụng. Nhưng với ông, tất cả là những tâm huyết và mong muốn mang đến hạnh phúc cho những bệnh nhân, đặc biệt là những bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo. Chính điều đó đã làm nên thành công cho ông như ngày hôm nay. Và trước khi gặp gỡ với nhân vật, mời quý vị và các bạn xem một clip ngắn ngay sau đây của chương trình. Một con người rất đời thường, mọi người gọi là ông ba trong một. Một nhà khoa học nghiên cứu với tất cả niềm đam mê. Một bác sĩ hết lòng vì sức khỏe bệnh nhân. Một nhà quản lý thành công với mô hình khoa học khép kín. Vâng, xin trân trọng giới thiệu đến quý vị và các bạn ông Nguyễn Phú Kiều, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Điều trị các bệnh hiểm nghèo, Tổng Giám đốc Bệnh viện Hy vọng mới. Trân trọng cảm ơn ông đã tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Xin kính chào quý khán giả của đài truyền hình VTC. Vừa rồi khán giả đã có cái nhìn phác họa về chân dung của ông Nguyễn Phú Kiều. Thưa ông có thể chia sẻ với khán giả cái động lực nào đã mang đến cho ông nhiều nghị lực như thế, nhiều tâm huyết như vậy, và cũng như là cái lòng dũng cảm để mà vượt qua, bỏ qua hai lần cuộc sống trở thành một công chức để quyết tâm xây dựng một mô hình khoa học công nghệ khép kín như ngày hôm nay ạ. Thưa chị cũng như là thưa khán giả đài truyền hình, từ năm 70 của thế kỷ 20 khi còn đứng trên bục giảng, và ngay cả những năm 90 của thế kỷ 20 khi tôi trở thành bác sĩ bệnh viện Mai và tiến sĩ, thì cái ước mơ của tôi cháy bỏng nhất là mang đến hạnh phúc cho người bệnh. Bởi vì trong quá trình đi thực tế giảng dạy cũng như là cứu bệnh nhân thì chúng ta thấy là chúng ta còn rất nhiều khó khăn trong vấn đề giải quyết cho những người bệnh mắc bệnh hiểm nghèo. Và những người bệnh nó ra đi quá sớm để lại cho những cái hoàn cảnh gia đình hết sức là đau thương. Cha mất con mất cha, rồi con mất mẹ, vợ mất chồng, thì đấy là cái thúc đẩy. Khi mà ông đưa ra một quyết định từ bỏ cái công việc khá là ổn định như vậy, thì những người xung quanh, những người trong gia đình có ý kiến gì về việc này không? Cái thời kỳ mà giáo viên ra đi thì lúc bấy giờ người ta cũng rất là ngạc nhiên. Ngạc nhiên vì đang có một công việc ổn định, nhàn hạ, rồi đúng là ước mơ của một số người trong thời kỳ bao cấp. Nhưng khi tôi quyết định ra đi thì quả thực là cũng có những ý kiến ra ý kiến vào. Và cho tôi là có thể là những cái ước mơ mà nó viển vông, hoặc là nó không thực tế, hoặc là chúng tôi có những người còn nói tôi rằng làm nghề giáo viên không muốn để làm như làm cái nghề, mà cái thời gian đó trong lúc mà nghỉ công tác thì tôi để ôn thi vào đại học ấy, là tôi cũng phải làm một số nghề, tôi không từ cái nghề gì để mà mưu sinh kiếm sống, vì bây giờ mẹ tôi thì cũng có tuổi rồi, già rồi, thì tôi cũng phải góp phần. Thế nhiều người cũng nói tôi là gia đình tôi chịu nhiều tai tiếng lắm, nói rằng mẹ ông giáo không muốn, lại muốn làm mẹ kéo te. Đấy, câu chuyện nó cũng rất là mệt mỏi. Nhưng mà thôi thì tôi nghĩ rằng là mình đã quyết tâm làm điều gì thì mình gạt bỏ những cái dư luận mà không đúng, hoặc là có đúng thực tế nhưng mà không đúng với ước mơ của mình, thì tôi cũng không quan tâm nhiều. Đâu là lý do khiến ông lựa chọn trường y, hay đơn thuần chỉ là niềm đam mê với khoa học? Thực ra thì lựa chọn trường y này là xuất phát từ những cái cảnh mà tôi được chứng kiến rất nhiều bệnh nhân tử vong ở ngay quê, rồi trong quá trình đi giảng dạy và trong cuộc sống, thì tôi nghĩ rằng là chúng ta còn có
rất nhiều những cái khả năng, những nguồn dược liệu rồi những cái cây thuốc mà chúng ta lại không tận dụng được, mà để phát huy được nó thì cái niềm đam mê vào nghề y là chính xuất phát từ tình yêu con người đấy, thương yêu con người. Và sau khi mà về Mai rồi thì cái niềm đam mê khoa học nó mới bắt đầu trỗi dậy. Từ lúc tôi làm luận án tiến sĩ là tôi đi khảo sát khắp các vùng trong cả nước, thì tôi biết rằng là chúng ta còn rất nhiều những cái điều kiện, những cái nguồn dược liệu quý hiếm mà không phát huy được. Thì lúc bây giờ là cái ước mơ về khoa học cháy bỏng để mà ra đời một cái viện nghiên cứu, một cơ quan nghiên cứu để tạo ra những cái sản phẩm này là bắt đầu thúc đẩy. Như ông vừa nói thì lúc bấy giờ gia đình mình cũng gặp rất là nhiều khó khăn. Vậy ông đã làm những gì để theo đuổi ước mơ của mình? Thực ra thì thưa chị là sau khi nghỉ giáo viên, đoạn đầu là tôi cũng phải chấp nhận làm tất cả những gì mà có thể làm được, chân chính để mà kiếm sống. Ví dụ cạnh nhà tôi thì có một con sông nhỏ. Dạ. Thì hàng ngày tôi vẫn phải đi keo te, đánh đó, để đánh tôm đấy. Sau khi nghỉ công tác dạy để ôn thi thì lúc đó cuộc sống khá là vất vả, nhưng mà ông vẫn chọn lựa để theo cái con đường đó. Và ông có thể chia sẻ một cái kỷ niệm mà ông nhớ nhất trong quãng thời gian đó không? Thì tôi có một cái câu chuyện nhớ mãi là sau khi mà tôi kéo cái te lên tới cái bờ thì có một anh tổ trưởng gọi là canh giữ cá ở đấy. Thì anh ra anh bảo tôi là tôi không ngờ ông thôi nghề làm gì ông đi kéo tè. Tôi cũng thấy mùi lòng. Và thực câu hỏi đó cũng là một sự quan tâm, nhưng mà quan tâm nó cũng chưa đúng mực. Bởi vì cái tầm suy nghĩ họ thì như thế. Nhưng tôi có trả lời rằng là xin cảm ơn anh đã quan tâm đến tôi. Nhưng mà anh yên tâm rằng là cái nghề kéo tè này không phải là vĩnh viễn tồn tại ở cuộc đời tôi. Và tôi nghĩ rằng cái nghề kéo te này cũng không có gì là xấu hổ cả. Thì đấy là câu chuyện mà tôi nhớ mãi. Nhưng tôi cho rằng đấy cũng là một động lực để thúc đẩy mình phải đạt được những ước mơ mình mong muốn. Tốt nghiệp trường đại học năm 1985, sau đó thì ông được phân công công tác tại Bệnh viện Bạch Mai và được làm theo đúng nguyện vọng của mình là cứu chữa cho những bệnh nhân. Và trong thời gian này thì ông đã bảo vệ thành công cái luận án tiến sĩ của mình. Nhưng mà một lần nữa ông lại từ bỏ cái việc đang rất là thuận lợi và lại chọn một cái việc đi theo cái ước mơ của mình. Vậy thì các đồng nghiệp lúc bấy giờ có ủng hộ cho ông không ạ? Đây là một vấn đề cũng hết sức là nan giải. Sau khi tôi bảo vệ tiến sĩ và cái nguồn gốc để phát sinh tôi rời cuộc sống ở Bạch Mai. Sau khi làm nghiên cứu sinh, trong quá trình nghiên cứu sinh thì tôi đi khảo sát rất nhiều những cái tỉnh từ Nam ra Bắc, thì tôi có thấy rằng là cái nguồn dược liệu của chúng ta cực kỳ phong phú, nhưng mà ta khai thác rồi phát triển chưa hợp lý, và các nhà khoa học chưa nhìn thấy được cái tiềm năng của nó, làm cái lợi thế so sánh với khu vực và thế giới. Và chúng ta còn lệ thuộc nhiều vào cái thuốc của nước ngoài, chúng ta khai thác được nguồn dược liệu là bỏ qua nhiều quá. Thì lúc bấy giờ tôi đã có một cái suy nghĩ rằng có lẽ mình phải ra thành lập một cái cơ quan nghiên cứu. Ra đời một cái cơ quan nghiên cứu thì quả thực lúc bây giờ là ngay chính các nhà quản lý cũng chưa tin vào cái khả năng phát triển của cái mô hình của tôi. Và thứ hai là tôi ra ngoài khỏi Bạch Mai thì bạn bè người ta bảo tôi là tâm thần điên, là hơi bị rối loạn về tâm thần. Cuộc sống đang sướng với tư cách là trợ lý của giám đốc của thầy liệu Bình Mai, thế rồi tôi để bảo vệ tiến sĩ xong, nếu mà cứ đằng hắng tôi đi thì tôi có cuộc sống cũng đầy an nhàn và sung sướng. Nhưng mà thôi thì mỗi người một suy nghĩ riêng, thì tôi quyết định là xin ra khỏi Bình Mai và ra đời một cơ quan nghiên cứu khoa học. Đấy, thì đấy là cả một cái quãng mà có rất nhiều đấu tranh, rất nhiều những cái dư luận, bạn bè rồi quần chúng là cũng người thì nghĩ rằng là mình có thể tâm thần, người nghĩ rằng là mình có thể là có những cái ý nghĩ mà nó không bình thường. Nhưng mà thôi thì tôi vẫn quyết định là ra đời, cùng mời một số giáo sư và để ra đời một cái cơ quan nghiên cứu. Ông có nghĩ rằng là mình khá là liều lĩnh khi mà từ bỏ cái công việc đó để mà chọn theo cái con đường của mình không? Liều lĩnh thì chắc là không có,
mà chỉ với một cái lòng đam mê cháy bỏng là ra đời một cơ quan nghiên cứu để mà mình có thể thực hiện được ước mơ của mình. Chứ nếu khi ở Bạch Mai hoặc ở một cơ quan nhà nước, có những điều tôi làm trình bày có khi là cái ước mơ đó lại chưa được thực hiện. Đấy, thì ở đây rõ ràng là ra đây là vất vả, là gian truân, rồi còn nhiều khó khăn lắm, nhưng tôi có thể thực hiện được ước mơ của mình. Và đấy là một cái quyết định cuối cùng là tôi vẫn cứ phải ra đi. Đấy, rời bỏ cái nghề bác sĩ mà đã là nhiều người mơ ước không được ở cái vị trí đó. Với cái tình hình như vậy thì tôi nghĩ rằng là những cái người thân trong gia đình ấy, thì sẽ có những cái phản ứng. Thế thì vậy thì ông làm như thế nào? Ông đã phải thuyết phục họ ra làm sao để mà họ tiếp tục ủng hộ cho ông đi theo con đường mà ông đã chọn? Tôi thì có cái thuận lợi mà đối với gia đình tôi, rồi người thân anh chị tôi là hoàn toàn không phản ứng, rất ủng hộ. Có một cái may mắn cho tôi đấy. Chứ còn nếu như mà người thân, vợ con hoặc là bố mẹ mà không ủng hộ thì cũng khó khăn. Nhưng tôi được cái thuận lợi nhất mà được gia đình ủng hộ theo cái nguyện vọng của tôi. Chứ còn thì phía xã hội thì có thể điều qua tiếng lại. Người thì ủng hộ, người không ủng hộ, người thì chê bai. Nhưng mà tôi quan tâm rằng là cái cốt yếu là gia đình tôi là quyết định. Vâng, thưa quý vị và các bạn, từ bỏ một công việc mà nhiều người ước mơ để chọn một lĩnh vực đầy mạo hiểm. Trước khi tiếp tục đến với chương trình, mời quý vị và các bạn theo dõi một clip ngắn ngay sau đây. Năm 1995, Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Dược liệu được thành lập từ ý tưởng của anh Nguyễn Phú Kiều với mục đích nhằm khai thác nguồn dược liệu đa dạng và phong phú của nước ta để bào chế ra thuốc điều trị các căn bệnh hiểm nghèo. Buổi đầu thành lập, nhân lực còn mỏng, cả Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Dược liệu chỉ vỏn vẹn có 7 giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, 3 bác sĩ và 15 nhân viên. Trụ sở cũng chưa có, phải đi thuê, di chuyển nhiều lần với nhiều địa điểm tạm bợ khác nhau. Với bộn bề khó khăn, phải hy sinh nhiều lợi ích vật chất của bản thân, nhưng tập thể cán bộ, nhân viên của viện bằng cái tâm trong sáng và ý chí, quyết tâm đã có nhiều cống hiến cho mục đích khoa học. Nguồn dược liệu được các nhà khoa học của trung tâm tìm tòi từ mọi miền trên tổ quốc, từ Trung Du đến núi cao và cả đồng bằng. Tuy điều kiện vật chất còn thiếu thốn, song các cây nguyên liệu đều được sơ chế theo quy trình để đảm bảo chất lượng và tính chất sinh dưỡng. Và giờ đây, vượt qua rất nhiều khó khăn, Viện Nghiên cứu điều trị các bệnh hiểm nghèo đã có một cơ ngơi khang trang với đầy đủ phòng nghiên cứu, trang thiết bị hiện đại và đề tài khoa học nghiên cứu thuốc Cardimex là một loại thuốc hỗ trợ điều trị cai nghiện ma túy, cũng là đề tài khoa học cấp nhà nước đầu tiên của viện đã được nhà nước nghiệm thu năm 2003. Anh Kiều là con người mà say sưa về khoa học, mà ông trình bày với tôi về những cái ý đồ khoa học thì tôi thấy rằng ý đồ của anh Kiều là tôi thấy có vẻ hợp lý. Và con nghề của anh Kiều tôi thấy ông nông nổi, có thể thực hiện được theo ý đồ. Đó là một cái bệnh viện tư nhân mà làm khoa học từ nghiên cứu đến điều trị lại quay lại nghiên cứu. Thì chính vì vậy là tôi tham gia công tác với anh Kiều từ hồi đó đến giờ. Anh Kiều là một người cá tính, có cá tính rất lớn, không ai như anh ấy. Rất kiên trì, quyết đoán. Đấy. Và làm đến cùng. Chứ còn chúng tôi nói đùa với nhau, nếu như bản thân chúng tôi thì chúng bỏ cuộc lâu rồi. Xin được quay trở lại với chương trình. Thưa ông, để mà làm nghiên cứu thì sẽ phải có rất là nhiều máy móc cũng như là trang thiết bị. Vậy thì tôi rất là tò mò muốn biết là trong cái lúc khó khăn như vậy thì để mà phục vụ cái công tác nghiên cứu thì ông đã phải lấy những cái nguồn kinh phí từ đâu? Thực ra thì khi mà trung tâm bắt đầu thành lập, cái trung tâm nghiên cứu phát triển dược liệu trước khi mà nâng thành viện thì tôi có may mắn là cái thời mà tôi công tác ở Mai thì tôi cũng tham gia vào một cái việc làm là xuất nhập khẩu dược liệu. Trên một số tổng công ty xuất nhập khẩu như Naforimex, Unimex rồi Vimedimex, nên là tôi cũng có một cái nguồn vốn nhất định của cá nhân.
Và sau đó tôi dồn toàn bộ cái kinh phí này để phục vụ cho ra đời một cơ quan phát triển. Cộng với thì tôi phối hợp với các trường đại học trong nước, rồi các viện nghiên cứu cùng các giáo sư và tiến hành hợp tác. Ví dụ là với nghiên cứu về dược lý chẳng hạn thì tôi phối hợp với bộ môn dược lý trường Y khoa Hà Nội. Rồi nghiên cứu về tiêu chuẩn thì với viện dược liệu. Và sau đó thì chúng tôi trong quá trình phát triển là dần dần được đi tiếp xúc với các giáo sư nước ngoài, các tổ chức ngoài thì họ cũng ủng hộ. Và cùng với sự cố gắng của tập thể, của giáo sư rồi các cán bộ thì đấy là cứ con đường cứ dần dần phát triển lên vì hướng đi của mình là nó cũng rất rõ nét. Vâng, có thể thấy cộng tác với ông là rất nhiều những giáo sư cũng như bác sĩ giỏi hàng đầu của Việt Nam, như là giáo sư tiến sĩ thầy thuốc nhân dân Lê Đức Hinh, hay là phó giáo sư tiến sĩ Phạm Kim Mãn, giáo sư Trần Văn Chất. Vậy ông làm như thế nào để thu hút được một cái đội ngũ chuyên gia hàng đầu như vậy làm việc cùng với ông? Trong cái thời kinh tế thị trường bắt đầu phát triển thì nhiều người ra ngoài để làm công ty riêng. Nhưng tôi làm cơ quan học cho nên là cái ý tưởng của tôi thì được rất nhiều giáo sư ủng hộ. Và người ta coi tôi đấy là một cái người cũng dám quyết đoán, rồi dám đôi khi cũng là dám mạo hiểm. Dám chấp nhận những khó khăn cho nên là đã được sự ủng hộ và cổ vũ của rất nhiều người thầy. Đấy là toàn những người thầy của tôi cả đấy. Dạy trường y, rồi đặc biệt là giáo sư Vũ Văn Chuyên, nhà giáo nhân dân phải nói là rất giỏi về lĩnh vực thực vật học của Việt Nam, thế giới. Và cái may mắn của đời tôi cũng phải nói thật là nhờ được thầy, mời thầy. Lúc đầu thầy làm giám đốc, thế tôi còn đang ở Bạch Mai, thì chính cái tấm gương và cái tâm sáng của thầy đã làm cho tôi thúc đẩy mạnh mẽ hơn, gạt bỏ tất cả những cái cám dỗ đời thường và khó khăn để mà đi tới. Vậy có thể thấy là ngoài những cái khó khăn vất vả trong cái việc nghiên cứu thì bên cạnh ông là những người thân trong gia đình và những người bạn, người thầy đã giúp ông vượt qua những cái khó khăn như vậy. Để cho ra đời một cái trung tâm nghiên cứu khoa học từ những năm 1995 với đầy những chông gai và khó khăn, và những cái trụ sở của ông làm việc là lúc đó là phải đi thuê, rồi trang thiết bị nghiên cứu thiếu thốn chật hẹp và nguồn vốn hoạt động cho cái công việc nghiên cứu thì không nhiều. Vậy ông có thể chia sẻ những cái khó khăn mà mình phải vượt qua trong khi ông vừa là một người nghiên cứu, một nhà khoa học và lại một nhà quản lý nữa? Kể khó khăn thì nó nhiều lắm. Tôi thì tôi chỉ biết rằng là tôi cứ đã ra đời rồi thì nói một cái câu chuyện là người ta bảo là anh đã ngồi trên lưng hổ thì phải cưỡi bằng mọi cách. Thế mà tôi thì trụ sở chưa có, 5 lần đi thuê chị ạ. Từ Giáp Bát thì lên Thái Thịnh, rồi lên Nghĩa Tân, rồi về Phan Kế Bính, rồi về đến Nguyễn Chí Thanh. Xong cuối cùng mới xây dựng cơ sở bên này. Thì quả thực mà nói là ai nhìn thấy cũng cảm thấy là sợ. Nó vất vả quá. Người ta không ngờ sao mà mình còn tồn tại đến ngày hôm nay mà phát triển được. Rất ít người, người ta gặp tôi người ta đều nói thế. Kể cả những nhà khoa học, kể cả nhà quản lý. Và ta tưởng mày phải dã chứ bây giờ mày lại phát triển ghê gớm này. Thì tôi nghĩ rằng thôi thì nhiều khi cái sự thành công nó phải gắn liền với lòng đam mê, rồi ý chí, và nó cũng cộng với một đôi chút may mắn của cuộc sống. Ông có thể kể rõ hơn về những cái khó khăn cũng như là chật hẹp trong cái trụ sở của mình hồi lúc bấy giờ được. Hồi đó tôi thuê ở Giáp Bát thì một cái nhà của bác sĩ bệnh viện Mai bỏ không. Thì tôi nói thật với chị là ngay từ thời đó rồi thì đại sứ của Trung Quốc cũng xuống thăm. Nhưng mà cái đường nó vào thì quá hẹp, ô tô của đại sứ vào mà không có đường quanh nữa, phải lùi đi ra. Ông Tề Kiến Quốc là xuống thăm cái cơ quan tôi. Và trong một cái phòng thì nó quá là là hẹp, có 4 cái phòng thôi. Mà mấy chục cán bộ làm việc thì nó chật chội. Thế thì đấy là một cái kỷ niệm mà tôi thấy là nó khó khăn thực sự. Thì trong cái lúc mà chúng ta đang vươn trải ra, đang tìm kiếm một nền kinh tế thị trường thì người ta đang lao một cái khác. Chúng ta đang bận bội, kể cả lĩnh vực vĩ mô cũng còn đang tìm kiếm cái khác. Chuyện để ý đến khoa học thì nói chung là gần như chúng ta chưa có một cái thích đáng. Vậy ông có thể chia sẻ thêm
người mà giúp đỡ ông nhiều nhất cả về tinh thần lẫn vật chất để ông có thể vượt qua khó khăn đó, ông có thể chia sẻ là ai không ạ? Giúp đỡ thì tôi nghĩ rằng là bên cái quan trọng nhất vẫn là gia đình nhà tôi. Bên cạnh đó thì cũng có những cái người thầy, người đồng nghiệp phải nói thực sự là cũng hy sinh, cũng theo đuổi với mục đích của mình. Tôi còn nhớ một kỷ niệm mãi. Bắt đầu ra đời trung tâm mà tôi đến lúc phát lương. Dạ. Cho giáo sư Vũ Chiên là giám đốc ấy. Thế thì thầy có bảo tôi một câu là đã làm gì mà có lương. Không, câu đó tôi cho rằng là nó mang đầy cái tâm trong sáng của người thầy, gạt bỏ tất cả những đời thường, những cái nhu cầu cuộc sống tầm thường để mà đi vào lĩnh vực khoa học, nghiên cứu ra những sản phẩm. Và lúc đó tôi đang nghiên cứu cái thuốc cai nghiện ma túy đấy. Bắt đầu thì đấy cả một cái hình ảnh mà tôi nhớ mãi người thầy. Tuy thầy không dạy trực tiếp tôi, nhưng mà thầy phải nói thực sự là một tấm gương mà để tôi noi theo và quyết tâm bằng mọi giá đóng góp được những cái thành quả khoa học. Cái dự án nghiên cứu cái thuốc mà trị cai nghiện đến thời điểm này thì nó đã thành công một bước nhất định rồi. Ông có thể chia sẻ thêm từ cái lúc bắt đầu ông nghiên cứu cái thuốc cho đến thời điểm này. Năm 1995 thì sau khi mà hội đồng khoa học họp thì chúng tôi có xác định là sẽ đi tấn công vào những lĩnh vực căn bệnh hiểm nghèo. Trong đó là có ma túy, HIV, rồi ung thư. Thì chúng tôi triển khai cái đề tài ma túy trước. Bởi vì lúc đó năm 95 là bắt đầu ở Việt Nam đã xuất hiện rất nhiều bệnh nhân nghiện ma túy. Thì chúng tôi quyết định là bước đầu tiên là nghiên cứu cái nguồn dược liệu Việt Nam để tìm ra phối hợp, tìm ra một công thức điều trị từ nguồn dược liệu. Vì lúc bấy giờ thì những năm 70 của thế kỷ 20 là trên thế giới người ta bắt đầu nghiêng dần sử dụng các thuốc có nguồn gốc thảo dược. Đấy, nhưng mà chúng ta thì bắt đầu là xu nhập thuốc hóa dược. Ở Việt Nam mình thì sống trên một cái môi trường đầy rẫy những cái sản phẩm quý nhưng chưa biết làm. Thì chúng tôi làm ra và lúc đầu thì cũng chỉ là với mong muốn là hỗ trợ cắt cơn cho người nghiện.